Chương 5. Cùng trí nhớ. Tôi thu xếp gặp lại S lần cuối trước khi anh ta quay về châu Âu. Anh ta muốn gặp tôi ở Central Park vì anh chưa được tới đây và cứ một mực bảo đây là điểm đến có tầm quan trọng sống còn trong chuyến đi Mỹ của anh ta. Sau khi ngắm nghía những hàng cây trụi lá cuối đông và xem những người chạy bộ vòng quanh hồ, Chúng tôi đi về phía nam công viên. Đối diện khách sạn Ritz. Cao tần. Đó là một buổi chiều đông buốt giá với những cơn gió lạnh tê người. Không phải là điều kiện lý tưởng cho hoạt động suy tư nào. Chứ nói gì ghi nhớ. Xong. Ed vẫn một mực muốn ở ngoài trời. Anh ta đưa tôi cây gậy rồi liều lĩnh trèo lên một tảng đá lớn gần ở rìa công viên hẳn vụ này gây chút đau đớn cho những khớp xương bị viêm kinh niên của anh ta. Sau khi quan sát chân trời và nhận xét về sự hùng vĩ tuyệt đỉnh của nơi này, anh ta rủ tôi cùng lên mỏm đá. Anh ta hứa trong chưa đầy một tiếng đồng hồ sẽ dạy tôi được hẳn vài kỹ thuật ghi nhớ cơ bản. Thật khó tưởng tượng chúng tôi sẽ đương đầu được lâu hơn dưới thời tiết như vậy tôi phải cảnh báo trước Ad nói khi đang khéo léo ngồi xếp bằng anh sẽ mau chóng chuyển từ niềm kính sợ những người có trí nhớ tốt sang bình phẩm rằng ồ chỉ là một trò mèo vớ vẩn đoạn anh ta dừng lại và hếch mặt lên như để xem phản ứng của tôi có đúng thế chăng và anh sẽ nhầm thôi đây là một giai đoạn đáng tiếc nhưng anh vẫn phải trải qua thôi anh ta bắt đầu bài giảng bằng nguyên tắc căn bản nhất của các chuyên gia trí nhớ mã hóa chi tiết trí nhớ loài người sinh ra không phải để đáp ứng nhu cầu của thế giới hiện đại anh ta giải thích cũng như thị giác khả năng ngôn ngữ khả năng đi thẳng và mọi khả năng sinh học khác trí nhớ của chúng ta tiến hóa qua quá trình chọn lọc tự nhiên trong một môi trường khác với môi trường sống ngày nay Cuộc tiến hóa biến bộ não nguyên thủy của người tiền sử thành bộ não với chức năng thần kinh. Ngôn ngữ. Biểu tượng để phục vụ chúng ta ngày nay. Mà đôi khi phục vụ thật kém cỏi. Phần lớn diễn ra ở kỳ Pleistocene. Một giai đoạn bắt đầu 1,8 triệu năm trước và kết thúc cách đây 10.000 năm. Trong giai đoạn đó. Và ở vài nơi biệt lập trong thế giới ngày nay loài người chúng ta kiếm sống bằng săn bắn, hái lượm, và nhu cầu của lối sống ấy đã gọt rũa nên trí óc chúng ta ngày nay. Nếu tính háo đường và háo chất béo đã phục vụ chúng ta đắc lực trong một môi trường sống khan hiếm dinh dưỡng giờ đây không thích nghi tốt với một thế giới đầy rẫy những cửa hàng đồ ăn nhanh thì với. trí nhớ cũng vậy, chúng không hoàn toàn thích nghi với kỷ nguyên thông tin hiện thời đơn giản là những việc mà chúng ta thường phải dụng đến trí nhớ ngày nay lại không ăn nhập gì với môi trường mà bộ não con người tiến hóa tổ tiên chúng ta không cần nhớ số điện thoại hay những chỉ dẫn cặn kẽ từ ông chủ hay như khóa học lịch sử mỹ ở trường trung học hay bởi họ sống theo từng nhóm nhỏ cố định tên của hàng tá người lạ tại một bữa tiệc cốc tai điều những người tiền sử và các tổ tiên họ người thực sự cần nhớ ấy là nơi tìm đồ ăn và tài nguyên đường về nhà và cây cỏ nào ăn được cây cỏ nào độc hàng ngày họ lệ thuộc vào những kỹ năng ghi nhớ sống còn đó và chỉ ít trí nhớ con người tiến hóa đến như ngày nay một phần cũng vì đáp ứng những nhu cầu đó nguyên tắc nền tảng cho mọi kỹ thuật ghi nhớ là bộ não có sự phân biệt mức độ ghi nhớ từng loại thông tin chúng ta có sức ghi nhớ tuyệt vời đối với hình ảnh cứ nghĩ về bài kiểm tra nhận thức qua hai tấm hình mà xem nhưng lại ghi nhớ rất kém đối với những dạng thông tin khác như danh sách từ ngữ hay con số điểm cốt yếu của kỹ thuật ghi nhớ là làm điều mà s đã làm theo bản năng do chứng giác quan liên đới chuyển những ký ức mà bộ não chúng ta kém khả năng lưu giữ thành dạng ký ức phù hợp với hướng tiến hóa của bộ não con người điểm chung của hầu hết kỹ thuật ghi nhớ là biến bất kỳ thông tin tẻ nhạt nào được đưa vào bộ nhớ thành một thứ đầy màu sắc và thật hào hứng khác hẳn với bất cứ gì anh thấy trước đây khiến anh không thể nào quên được ed vừa giải thích cho tôi vừa hà hơi thổi vào hai nắm tay đó gọi là mã hóa chi tiết một lát nữa chúng ta sẽ thử với một danh sách các từ đây chỉ là một trong số những bài tập thông thường để làm quen kỹ thuật này sau đó anh có thể chuyển sang luyện với những con số lá bài rồi đến những khái niệm phức tạp về cơ bản khi học xong kỹ thuật này anh có thể học thuộc bất cứ điều gì anh muốn. Thực đấy. Ed kể trong một chuyến đi tới viên gần đây. Hai ngày trước kỳ thi quan trọng nhất trong năm của Lucas. Anh ta và Lucas đã đi tiệc tùng thâu đêm và chạy choạng về nhà lúc bình minh lên. Lucas ngủ đến chưa mới dậy. Học thuộc mọi thứ cần cho kỳ thi trong chớp nhoáng thế thôi mà qua được đấy. Ed nói khi anh học hiệu quả đến mức đó, thì chuyện tới phút cuối mới phải sờ tới bài vở mà không cần áy náy cũng cám dỗ đấy. Với Lucas thì lần gắng sức đó chẳng qua như bài luyện tập tầm thường mà thôi. Ed vén mớ tóc xoăn ra sau tai rồi hỏi tôi muốn ghi nhớ cái gì trước. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách học gì đó hữu ích như tên các vị pharaoh ai cập hoặc tên tổng thống mỹ qua các nhiệm kỳ anh ta đề nghị hoặc có lẽ một bài thơ thời kỳ lãng mạn chúng ta có thể ghi nhớ các kỳ địa chất nếu anh muốn tôi bật cười mấy thứ đó nghe rất có ích đấy nhỉ chúng ta có thể nhanh chóng thuộc lầu các đội vô địch bóng bầu dục mỹ trong thế kỷ qua hoặc điểm số bình quân mỗi trận của các ngôi sao bóng rổ hàng đầu. Nếu anh muốn. Cho đến lúc này, cảm giác tôi đối với S có thể cho là nằm tranh vênh giữa. Kinh ngạc và hoài nghi. Còn bây giờ, trước khi chúng tôi bắt đầu bài học trong tiết trời lạnh cắt ra thế này. Tôi cảm thấy cái phần hoài nghi ngày càng lấn lướt. Anh biết thực sự biết tất cả những đội giành cúp vô địch sao không tôi không biết tôi thích cricket hơn nhưng tôi rất vui chỉ cho anh cách ghi nhớ những đội đó vấn đề là bằng các kỹ thuật này chúng ta có thể nhanh chóng ghi nhớ bất cứ điều gì xem nào anh có hào hứng không tôi cũng muốn lắm tôi thận trọng đáp được tôi cho rằng tác dụng thực tiễn nhất rõ ràng nhất của kỹ thuật này là giúp ta thuộc lòng danh sách việc cần làm anh có lên danh sách công việc nào đấy không tôi có ở nhà danh sách kiểu thế nhưng thi thoảng mới làm thôi tôi hiểu tôi tôi thì luôn lập danh sách trong trí nhớ Chúng ta sẽ sử dụng danh sách của tôi. Ed hỏi xin một tờ giấy. Rồi viết lên mấy chữ. Anh ta đưa lại cho tôi. Kèm theo nụ cười tinh quái. Đó là một danh mục 15 việc. Chỉ là những việc tôi phải làm trước khi lên mạng Bắc thành phố dự tiệc do một người bạn tổ chức. Anh ta nói. Tôi đọc to lên tỏi ngâm giấm, phò mát sữa kem, cá hồi, sông khói, nếu có thể, sáu chai rượu trắng, tất, ba đôi, ba cái vòng lắc hông, nhiều không nhỉ, ống lạn, máy tạo khói, gửi e, mail cho Sophia, bộ đồ sát người màu da, tìm phim của Paul Newman trên ấy có người quý tôi xúc xích nai sừng tấm loa và ghế xếp đai bảo hộ và dây thừng phòng vũ biểu danh sách trong trí nhớ của anh đây à tôi hỏi đầy ngờ vực từ trí nhớ tôi đấy và sẽ vào trí nhớ của anh ed nói danh sách này là thật chứ Tôi không chắc có thể tìm tất cả những thứ đó không. Ở New York có format sữa kem không nhỉ? Tôi thì nghĩ xúc xích nai sừng tấm và bộ đồ sát người màu da đáng bận tâm hơn đấy. Tôi bảo anh ta, mà không phải ngày mai anh về anh rồi sao? Đúng thế, tôi đã chuẩn bị tâm lý chấp nhận rằng những thứ này không tuyệt đối cần thiết anh ta nheo mắt. Tuy nhiên, mục đích tập luyện là anh sẽ đưa danh sách này vào bộ nhớ. Ed bảo tôi rằng với việc học những kỹ thuật này anh ta sắp dậy. Tôi sẽ dấn thân vào một. Truyền thống tự hào của những chuyên gia trí nhớ. Truyền thống tự hào đó bắt đầu. Vào thế kỷ thứ năm trước công nguyên. Ít ra theo truyền thuyết là như vậy. Khi nhà thơ Simon I. Opsell đứng trước đống vụn nát của phòng tiệc bị sập ở The Khi nhà thơ nhắm mắt và dựng lại trong trí tưởng tượng ông tòa nhà vụn nát ấy. Ông nhận ra một điều phi thường. Ông nhớ vị trí ngồi của từng vị khách trong bữa tiệc tai ương kia. Dù ông không chú ý ghi nhớ sự bầy bố trong phòng. Nó vẫn để một ấn tượng lâu dài trong trí nhớ ông. Từ quan sát đó, người ta cho rằng Simon I sáng tạo ra một kỹ thuật làm nền tảng của thuật ghi nhớ. Ông nhận ra rằng nếu không phải những vị khách ngồi quanh bàn tiệc, mà là đối tượng khác, ví như các nhà viết kịch Hy Lạp vĩ đại ngồi theo thứ tự ngày sinh, thì ông sẽ nhớ được đối tượng mới này. Hay nếu thay vì những khách sự tiệc ông thấy những lời trong một bài thơ của ông được sắp xếp quanh bàn thì sao hay những việc ông cần để hoàn thành ngày hôm đó thì sao chỉ cần sử dụng trí nhớ không gian trong quá trình ghi nhớ thì bất cứ điều gì có thể hình dung ra cũng đều có thể ghi dấu lên trí nhớ và giữ theo đúng trật tự để sử dụng kỹ thuật của simon II. Người ta chỉ cần chuyển điều khó nhớ như một dãy số hay một cỗ bài hay một danh mục mua sắm hay bài thơ thiên đường đã mất. John Milton, nhà thơ Anh thế kỷ 17, thành một chuỗi những hình ảnh lôi cuốn rồi sắp xếp chúng theo một không gian tưởng tượng. Thế là bỗng nhiên những việc dễ quên trở thành dễ nhớ hầu hết mọi chi tiết về phương pháp rèn luyện trí nhớ truyền thống. Thực ra là gần như toàn bộ các mẹo ghi nhớ trong vốn liếng của các vận động viên trí óc Được mô tả lần đầu tiên trong một cuốn sách nhỏ dạy hùng biển. Tác giả khuyết danh, có tựa Rhetorica et Herenium, viết bằng tiếng Latin vào khoảng năm 86 và năm 82 trước công nguyên. Đây là cuốn sách duy nhất bàn đến một cách thực sự toàn diện về những kỹ thuật ghi nhớ do Simon I sáng tạo ra và còn truyền lại được đến thời Trung Cổ. Dù trong 2000 năm qua thuật ghi nhớ đã có nhiều đổi mới. Nhưng những kỹ thuật căn bản vẫn hầu như không thay đổi so với các kỹ thuật được tả trong Ad Herenium. Cuốn sách này là kinh thánh của chúng ta. Ad bảo tôi. S đọc được tiếng Latin và tiếng Hy Lạp cổ, cũng như nói thạo tiếng Pháp và tiếng Đức, và tự coi mình là một nhà nghiên cứu ngôn ngữ cổ điển không chuyên. S Heranium là một trong các thư tịch cổ đầu tiên anh ta nhồi cho tôi, trước khi tôi sờ đến số sản phẩm đồ sộ của Tony Buzan. Ông ta là tác giả hay đồng tác giả của hơn 120 cuốn sách về việc sử dụng trí óc hay bất cứ sách tự học nào do của những vận động viên trí óc hàng đầu viết ra. Anh ta muốn tôi bắt đầu công cuộc tìm hiểu với những cuốn sách kinh điển. Ngoài Ed Herenium, tôi còn phải đọc các những phần trích đoạn đã chuyển ngữ của các cuốn Institutio Oratoria của Quintilian và The Orator của Cicero sau đó là một tập hợp các tác phẩm viết về trí nhớ của các tác giả Thomas Aquinas, Albertus Magnus, Hugh of St. Victor, và Peter of Ravenna. Những kỹ thuật trong cuốn Ed Heranium được thực hành rộng rãi vào thời cổ đại. Quả thật, trong những bài về thuật ghi nhớ cicero bảo những kỹ thuật đó nổi tiếng đến mức ông cảm thấy không cần tốn thêm giấy mực tả lại chi tiết cũng vì vậy mà chúng ta tin vào ed heranium ngày xưa tất cả những ai biết biết đọc đều thuần thục những kỹ thuật mà ed sắp dạy cho tôi rèn luyện trí nhớ được coi là trung tâm của giáo dục ngôn ngữ bên cạnh ngữ pháp lý luận và hùng biện học sinh không chỉ được dạy phải ghi nhớ điều gì mà còn cả cách ghi nhớ như thế nào trong một thế giới sách vở ít ỏi trí nhớ là một điều thiêng liêng hãy xem cuốn lịch sử tự nhiên của pliny elder bách khoa toàn thư thế kỷ thứ nhất ghi chép mọi điều kỳ thú và hữu ích để thắng cho các trò đố vui trong các quán rượu thời cổ đại có nhắc đến những trí nhớ nổi tiếng lịch sử thời ấy. Vua Cyrus có thể nhớ tên mọi binh lính trong quân đội. clini viết. Lucius Scipio biết hết tên của toàn bộ thần dân La Mã. Sứ giả Sini của vua Pyrus biết các thành viên viện nguyên lão và các hiệp sĩ La Mã chỉ sau một ngày ông ta đến đây. Ở Hy Lạp một người tên Chamadus. Khi được đề nghị có thể thuật lại nội dung của bất kỳ cuốn sách nào trong thư viện như thể anh ta đang đọc chúng vì nhiều lý do nên không phải mọi thứ pliny viết ra đều tin được ông ta còn bảo ở ấn độ tồn tại một loài sinh vật mình người đầu chó chín nhưng cái phần nhỏ những giai thoại về trí nhớ phi thường ở thế giới cổ đại lại có tính thuyết phục Seneca the Elder có thể nhắc lại hai ngàn cái tên theo thứ tự mà người ta đưa cho ông. St. Augustine kể về người bạn Simplicius. Người có thể đọc thuộc bài trường ca của Virgil. Theo chiều ngược. Rằng việc ông ta có thể đọc xuôi chiều chẳng có gì là đặc biệt. Một trí nhớ tốt được xem là một phẩm chất vĩ đại bởi nó đại diện cho sự nội hóa thế giới tri thức bên ngoài người cổ đại và trung cổ đặc biệt trân trọng trí nhớ những thiên tài vĩ đại nhất là những người có trí nhớ siêu phàm lời của mary kerrader tác giả hai cuốn sách về lịch sử những kỹ thuật ghi nhớ quả thật điểm chung duy nhất thường thấy trong đời sống của các vị thánh bên cạnh tài năng phi thường của họ là họ thường có trí nhớ siêu Việt phần bàn về trí nhớ trong S.Herenium, kho báu của những sáng tạo và là nơi trông giữ toàn bộ thuật hùng biển Thực ra khá ngắn chừng 10 trang thuộc một luận thuyết khá dài về thuật hùng biện và diễn thuyết nó mở đầu bằng việc phân biệt giữa trí nhớ tự nhiên và trí nhớ nhân tạo trí nhớ tự nhiên là trí nhớ gắn liền với tâm trí hình thành đồng thời với suy nghĩ trí nhớ nhân tạo là trí nhớ được củng cố qua rèn luyện và hệ thống nguyên tắc nói cách khác trí nhớ tự nhiên là phần cứng khi sinh ra bạn đã có trí nhớ nhân tạo là phần mềm bạn chạy trên phần cứng đó trí nhớ nhân tạo có hai phần cơ bản Hình ảnh và nơi trốn. Hình ảnh thể hiện nội dung chúng ta muốn nhớ. Nơi trốn. Lâu cai. Như người ta gọi trong tiếng Latin. Là nơi những hình ảnh đó được lưu giữ. Ý tưởng tạo ra một không gian trong tâm trí. Một nơi bạn biết rõ và có thể hình dung dễ dàng rồi gắn nơi trốn tưởng tượng đó với những hình ảnh đại diện cho điều bạn muốn ghi nhớ được người la mã gọi là phương pháp lâu cai sau này người ta gọi nó là cùng trí nhớ cùng trí nhớ không nhất thiết phải là lâu đài cung điện hay nhà cửa chúng có thể là những con đường xuyên qua thành phố như trường hợp với s hay những sân ga dọc theo một tuyến đường tàu, hay những cung hoàng đạo, hay thậm chí những nhân vật thần thoại. Chúng có thể lớn hay nhỏ, trong nhà hay ngoài trời, có thực hay tưởng tượng, miễn là có sự tương đồng về thứ tự để liên hệ một vị trí với vị trí tiếp theo. Và miễn là chúng thân thuộc. Scott Harcourt, người bốn lần vô địch trí nhớ Mỹ đã sử dụng những dinh thự hào nhoáng trong tạp chí kiến trúc Architectural Digest để lưu giữ trí nhớ. Tiến sĩ Yip Suy Choi, một con người cuồng nhiệt, nhà vô địch trí nhớ Malaysia, dùng cơ thể của ông làm cung trí nhớ để ghi nhớ toàn bộ 56.000 từ. 1.774 trang của cuốn từ điển Oxford Chung. Anh một người có thể có hàng tá, hàng trăm, hay thậm chí hàng nghìn cung trí nhớ. Mỗi cung được tạo ra để lưu giữ từng bộ ký ức khác nhau. Người bản địa châu Úc và người da đỏ Apache ở Tây Nam nước Mỹ đã độc lập sáng tạo ra các hình thức của phương pháp lâu cai. Nhưng thay vì sử dụng những ngôi nhà Họ dựa trên địa thế nơi mình ở để kể những câu chuyện và họ ca những câu chuyện kể đó trên khắp vùng đất quê hương. Mỗi mảnh đồi, mỗi tảng đá hay dòng nước đều nằm trong một phần câu chuyện. Truyền thuyết và bản đồ trở nên đồng nhất. Theo lời John Foley, một nhà nhân loại học ngôn ngữ ở Đại học Missouri, ông nghiên cứu ký ức và những truyền thống được truyền miệng một trong những hệ lụy bi thảm của việc gắn những câu chuyện kể vào khung cảnh tự nhiên đó là khi chính quyền mỹ chiếm đất của người mỹ bản địa người bản địa không chỉ mất đi quê nhà mà còn mất luôn những thần thoại gió xạ cái cần hiểu ở đây là con người làm quen với không gian rất giỏi ed nhận xét khi đang ở trên tảng đá ví dụ nhé nếu anh bị bỏ lại một mình trong 5 phút tại nhà một người mà anh chưa bao giờ đến, anh cảm thấy tay máy và muốn sục xảo. Cứ nghĩ xem trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, bao nhiêu thứ của căn nhà sẽ gắn vào trí nhớ của anh. Anh không những biết các phòng ở đâu, nối với nhau thế nào, mà còn rõ kích thước và trang trí của chúng sắp xếp đồ đạc trong phòng và nơi đặt cửa sổ anh không nhận ra rằng anh sẽ nhớ được hàng trăm đồ vật với đủ mọi kích cỡ mà anh thậm chí không nhận ra là mình nhận ra nếu anh tổng hợp tất cả những thông tin đó nó tương đương với một tiểu thuyết ngắn nhưng chúng ta còn không xem đó thành quả trí nhớ con người nuốt ngấu nghiến mọi thông tin về không gian Nguyên tắc của cung trí nhớ. Anh ta nói tiếp, ấy là sử dụng trí nhớ không gian nhạy bén để cấu trúc và lưu giữ thông tin với trật tự kém tự nhiên hơn. Trong trường hợp này, là danh sách những việc cần làm của S. Anh sẽ nhận ra rằng theo cách này ta không thể nào nhầm lẫn trật tự các phòng trong căn nhà đó. Nó sẽ rõ ràng như thể ngay sau khi tôi tìm được vị trí của ba cái vòng cái ống thở, và máy tạo khói, thì việc tiếp theo sẽ là gửi email cho Sophia. Điều cốt yếu là chọn một cung trí nhớ mà tôi thấy quen thuộc. Với cung trí nhớ đầu tiên, tôi muốn anh dùng ngôi nhà anh lớn lên. Vì đó là một không gian anh biết rõ. Ed nói, chúng ta sẽ giải những việc trên danh sách này theo một con đường vòng vèo quanh ngôi nhà tuổi thơ của anh khi muốn nhớ lại danh sách anh chỉ cần lần theo những bước mà chúng ta sắp đưa vào trí tưởng tượng của anh hy vọng là mọi vật anh sắp nhớ sẽ nhảy vào trí óc bây giờ nhé có phải ngôi nhà thời thơ ấu của anh là nhà gỗ một tầng không là nhà gạch hai tầng tôi nói nó có hộp thư xinh xắn ở cuối lối vào không không. Tại sao? Chán thật. Đó sẽ là vị trí tuyệt vời ban đầu để đặt hình ảnh đồ vật trước tiên trên danh sách. Nhưng không sao. Chúng ta có thể khởi đầu ở lối vào. Tôi muốn anh nhắm mắt và cố hình dung càng nhiều chi tiết càng tốt. Một lọ lớn tỏi ngâm giấm đặt ngay nơi chiếc xe đỗ. Tôi hoàn toàn không dám chắc điều mình phải hình dung. Tỏi ngâm là cái gì thế? Một món đặc sản của người ai ngà? Tôi hỏi. Ồ, không. Nó chỉ là một loại đồ ăn người ta thường mang theo khi đi chơi miền núi vào dịp cuối tuần thôi. Anh ta lại nhếch miệng cười tinh quái. Bây giờ, điều rất quan trọng là phải nhớ hình ảnh này bằng nhiều giác quan. Một mẩu thông tin mới có càng nhiều mối liên kết níu giữ thì nó càng bám chặt vào mạng lưới những sự vật anh đã biết và nó càng dễ lưu lại trong trí nhớ giống như hành động tự phát và vô thức của ed chuyển những âm thanh đi qua tai anh ta thành một hợp tiền màu sắc và mùi vị tác giả của ed heranium đã kêu gọi độc giả làm điều tương tự với từng hình ảnh họ muốn ghi nhớ quan trọng là anh xử lý rốt ráo hình ảnh đó và anh chú ý đến nó nhiều nhất có thể được. S tiếp tục. Những sự vật khiến ta chú ý thì dễ nhớ hơn. Và sự chú ý không phải là điều anh dùng ý chỉ mà có ngay được. Nó thu hút bởi các chi tiết. Khi đặt vào trong tâm trí một hình ảnh sống động. Nhiều chi tiết và hấp dẫn. Thì chắc hẳn. Dù ít dù nhiều. Bộ não anh sẽ lưu giữ một ký ức bền vững và đáng tin nên cứ cố mà nhớ cái mùi dễ chịu của tỏi ngâm giấm và cường điệu hóa nó lên tưởng tượng như đang nếm nó thực sự để cho hương vị nó vương vấn trên lưỡi anh và phải chắc là anh thấy mình đang làm như vậy ở cuối lối vào tôi không biết tỏi ngâm là gì càng không chắc vị nó thế nào dù vậy tôi cứ tưởng tượng một cái lọ rất to đựng tỏi đang đứng hiên ngang ở cuối lối đi vào nhà cha mẹ tôi tôi khuyến khích các độc giả hãy làm như vậy cùng tôi cố tưởng tượng một lọ tỏi ngâm đặt ở cuối lối vào nhà bạn hay nếu nhà bạn không có lối đi vào thì chọn một nơi nào đó ở bên ngoài nhà bạn hãy cố hình dung nó anh đã đặt xong tấm hình đa giác quan về tỏi ngâm giấm giờ chúng ta sẽ bước vào nhà anh và hình dung vật tiếp theo trên danh sách rồi đặt nơi cửa trước nó là pho mát sữa kem tôi muốn anh nhắm mắt lại và tưởng tượng đang nhìn thấy một hộp pho mát sữa kem khổng lồ to bằng cái hồ bơi hình dung ra chưa nào tôi nghĩ là rồi bạn thì sao? Giờ tôi muốn anh tưởng tượng Claudia Schiffer đang bơi trong cái hồ format này. Tôi muốn anh tưởng tượng cô ta đang bơi trần chuồng. Người dính đầy kem sữa. Anh có hình dung được không? Tôi không muốn anh bỏ qua bất kỳ chi tiết nào ở đây. Từ xưa, cuốn Ed Heranium khuyên bạn đọc hãy tạo ra những hình ảnh đưa vào công trí nhớ càng buồn cười, dâm dục, và càng kỳ lạ càng tốt. Trong đời thường, khi chúng ta thấy những thứ đẹp đẹp, tầm thường và vô vị, chúng ta thường không nhớ ra chúng. Vì không có bất kỳ điều gì mới mẻ hay phi thường khuấy động tâm trí cả. Nhưng nếu chúng ta thấy hay nghe gì đó khác thường, đáng hổ thẹn, phi thường, vĩ đại không thể tin nổi hay buồn cười quá đỗi thì chúng ta có thể nhớ lâu hơn hình ảnh càng sinh động thì nó càng dễ động lại tôi nhận ra điểm khác biệt của một chuyên gia trí nhớ vĩ đại ấy là khả năng tạo ra những hình ảnh sinh động gây ấn tượng vẽ lên tâm trí cảnh tượng khác lạ đến nỗi không thể nào quên được và hãy làm thật nhanh đó là lý do những ai trò chuyện với Tony Buzan đều nghe ông ta bảo rằng giải vô địch thế giới trí nhớ giống một cuộc thi sáng tạo hơn là cuộc thi trí nhớ. Đầu óc tục tiểu lại là một lợi thế khi tạo những hình ảnh. Sự tiến hóa đã lập trình bộ não chúng ta phải tìm ra hai điều đặc biệt thú vị. Và vì vậy dễ nhớ. Chuyện cười và tình dục. Đặc biệt là chuyện cười về tình dục. Bạn có nhớ Rea Perman và Menu Bon làm gì ở trang đầu cuốn sách này không? Ngay cả những cuốn sách về trí nhớ được viết vào những thời kỳ tương đối khắt khe. Về tình dục, cũng nhận định như vậy. Peter O'Bravena, tác giả của cuốn sách nổi tiếng nhất về trí nhớ vào thế kỷ 15 ngay từ đầu đã mong được những bậc tao nhã và các tín đồ lượng thứ trước khi ông tiết lộ. Một bí quyết mà từ lâu tôi vẫn giữ trong lòng. Qua sự e dè, nếu bạn muốn nhớ cho nhanh, thì hãy đưa vào cung trí nhớ hình ảnh những cô gái đồng trinh đẹp nhất. Trí nhớ bị những hình ảnh về phụ nữ gây kích thích một cách lạ kỳ. Tuy nhiên, Tôi lại thấy khó mà phấn khích với hình ảnh Claudia Schiffer trong hộp pho mát sữa kem. Mũi và tai tôi nhức nhối vì cơn gió buốt. Ad này, chúng ta tìm chỗ đâu đó trong nhà để học tiếp được không? Tôi đề nghị, hẳn quanh đây có nhiều quán Starbucks đấy. Không không, trời lạnh lại tốt cho bộ não. Anh ta nói, giờ chú ý nhé chúng ta vừa đi qua cửa nhà anh tôi muốn anh hình dung trong đầu là đang rẽ trái căn phòng anh sắp đi vào là phòng nào anh ta hỏi phòng khách có cái đàn piano ở đó tuyệt lắm đồ vật thứ ba cá hồi sông khói cứ tưởng tượng dưới những dây đàn có một đống than bùn đang tỏa khói và đặt trên những dây đàn kia là một con cá hồi hybridian. Ôi, anh có ngửi thấy không? Anh ta phì hơi giữa trời lạnh. Lần này, tôi không dám chắc cá hồi sông khói là cái gì, nhưng nghe có vẻ như món lox mười. Nên tôi hình dung ra như vậy. Mùi tiệt lắm, tôi nói, mắt vẫn nhắm nếu nhà bạn không có đàn piano cứ đặt món cá hồi sông khói nơi nào đó bên trái cửa chính món đồ tiếp theo trên danh sách là sáu chai rượu trắng tôi quyết định đặt trên cái trường kỳ trắng lốm đốm vết bẩn gần đàn piano giờ sẽ rất hay nếu nhân cách hóa những chai rượu này s đề nghị những hình ảnh linh động thường dễ nhớ hơn những hình ảnh bất động lời khuyên đó cũng từ cuốn sách S.Herenium mà ra tác giả chỉ dẫn người đọc nên tạo những hình ảnh đẹp lạ thường và xấu dị thường để chúng chuyển động và tô điểm chúng sao cho nổi bật hơn người ta có thể biến đổi nó bằng cách vấy máu chát bùn hay phết sơn đỏ hay bằng cách khác là tạo các hiệu ứng khôi hài lên những hình ảnh đó. Có lẽ anh nên tưởng tượng những chai rượu đang bàn cãi chất lượng của chúng. S đề nghị. Giống như ông Mơ Lâu đang nói. Mơ Lâu không phải là rượu trắng. George, anh ta ngắt lời, cười bối rối, mà là Hãy tưởng tượng rượu cha đo này đang ca thán về chất lượng đất của vùng làm rượu Sauvignon Blanc. Còn kế đó rượu Jevuix Chaminer đang khúc khích cười nhạo rượu Riesling. Đại khái như vậy. 11. Tôi nghĩ rằng đó là một hình ảnh buồn cười. Và chắc nó sẽ dính vào trí óc tôi. Nhưng tại sao vậy? Điều gì khiến sáu chai rượu được nhân hóa? với vẻ kênh kiệu lại trở nên dễ nhớ hơn những từ sáu chai rượu vâng chỉ vì một lý do thôi hình dung ra hình ảnh kỳ dị như vậy gây ra nhiều thích thú cho đầu óc hơn là chỉ đọc những chữ kia trong quá trình thực hiện nỗ lực trí óc đó tôi đang hình thành những mối liên hệ bền vững giữa những tế bào thần kinh sẽ mã hóa ký ức kia nhưng quan trọng hơn tôi nhớ những chai rượu nói năng kia vì nó mới lạ trong đời mình tôi đã thấy rất nhiều chai rượu nhưng chưa bao giờ tôi thấy chai rượu nào biết nói cả nếu tôi định cố nhớ những từ sáu chai rượu ký ức đó sẽ nhanh chóng trộn lẫn với mọi ký ức khác về những chai rượu hãy xem xét bạn có thể nhớ tuần vừa rồi ăn bữa trưa mấy lần không bạn có nhớ mình ăn gì hôm nay không tôi hy vọng có ngày hôm qua tôi cá là mất một lúc đấy còn ngày hôm kia thì sao còn tuần trước thì sao không hẳn là trí nhớ về bữa ăn chưa tuần trước đã biết mất nếu được cung cấp gợi ý phù hợp như bạn ăn ở đâu hay ăn với ai bạn có thể nhớ có món ăn gì trên đĩa lý do bạn khó có thể nhớ bữa ăn tuần trước là bởi bộ não của bạn đã lưu giữ lẫn bữa ăn chưa đó với mọi bữa ăn chưa khác coi đó chỉ là một bữa ăn chưa các ký ức về ăn chưa hay rượu có quá nhiều và khi cố hồi tưởng lại một trong những ký ức đó Chúng sẽ cạnh tranh nhau để thu hút sự chú ý của chúng ta. Ký ức về bữa ăn trưa thứ tư tuần trước không hẳn đã mất. Chỉ là bạn thiếu đầu mối để lôi nói ra khỏi một biển ký ức những bữa ăn trưa. Nhưng một chai rượu biết nói. Thật đặc biệt. Đó là thứ ký ức không đối thủ cạnh tranh. Tiếp theo trên danh sách là ba đôi tất. S tiếp tục có lẽ nên treo trên một cây đèn gần đó vâng có một cái đèn gần ghế tôi nói nếu bạn vẫn cùng tưởng tượng bạn nên đặt những chai rượu và ba đôi tất đâu đó trong phòng đầu tiên ở nhà bạn tuyệt lắm bây giờ tôi biết chính xác hai cách để làm những chiếc tất gây được chú ý thứ nhất là chúng bốc mùi kinh khủng cách kia là biến chúng thành những đôi tất lạ thường với chất liệu cotton màu sắc tinh tế mà anh chưa bao giờ thấy thử theo cách sau đi tôi muốn anh treo chúng lủng lẳng trên đèn và vì những chuyện kỳ quái vớ vẩn lại rất có hiệu quả nên anh hãy tưởng tượng rằng trong những chiếc tất kia có những hồn ma thanh lịch đang ngồi co kéo chúng Thực sự hãy cố nhìn nó. Tưởng tượng cái cảm giác những chiếc tất co tần mềm mát rượi đang cọ vào chán anh. Theo gợi ý của Ed tôi đã đi vòng quanh ngôi nhà tuổi thơ của mình. Và trong chuyến rong chơi tưởng tượng từ hết phòng này sang phòng nọ ấy. Tôi thả những tấm hình dọc theo đường đi. Trong phòng ăn, tôi hình dung ba phụ nữ đang đứng trên bàn và lắc vòng bước xuống bếp tôi thấy một người đàn ông mang ống thở lặn xuống chậu dừa và một chiếc máy tạo khói đang phun khói trên bàn các bạn có theo kịp không từ đây tôi đi vào phòng làm việc việc làm tiếp theo trên danh sách là gửi e mail cho sophia tôi mở mắt ra kêu ép giúp đỡ và trông thấy anh ta đang liếm mép giấy để cuốn thuốc Gửi e. Mèo cho Sophia sẽ trông như thế nào nhỉ? Tôi hỏi. Ồ. Cái này khó đấy. Anh ta nói. Bỏ điếu thuốc xuống. Anh biết đấy. Bản thân e. Mèo không phải là từ dễ nhớ. Từ càng trừu tượng. Càng khó nhớ. Chúng ta cần làm cho e. Mèo cụ thể hơn. S dừng lại và suy nghĩ một lát tôi đề nghị anh hãy tưởng tượng một người lưỡng tính, 12, đang gửi e. Mèo. Anh có thể tưởng tượng ra không? Và anh sẽ liên hệ người lưỡng tính đó với Sophia. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu anh khi tôi nói từ Sophia là gì nào? Là thủ đô Bulgari. Tôi nói. Anh đúng là kẻ có học. George hoan hô, nhưng vậy không dễ nhớ. Hãy nghĩ đến Sophia Loren, và để bà ấy ngồi vào lòng người lưỡng tính kia. Khi cô, anh ta đang gõ bàn phím, anh hình dung ra chưa? Anh thấy hình ảnh này đã đủ gắn kết chưa? Tiệt cú mèo. Tốc độ tạo hình ảnh bây giờ tăng lên. Tôi rời phòng làm việc và hình dung một phụ nữ trong bộ độ liền thân màu da nơi hành lang. Tôi đặt Paul Newman trong hốc tường gần đó. Và một con nai sừng tấm trên đầu cầu thang xuống tầng hầm. Tôi bước xuống cầu thang và vào nhà để xe. Ở đây tôi bỏ một tấm hình S đang ngồi trên ghế xếp đang quát tháo ẩm ý qua một cái loa khổng lồ rồi tôi tưởng tượng mình đang nhấn nút điều khiển nâng cửa nhà để xe lên và bước ra sân sau ở đây một người leo cây trong bộ đai bảo hộ đang dùng thừng leo xuống một cây sồi lớn và hình ảnh cuối cùng một máy đo khi áp được đặt cạnh hàng rào sân sau nên nhớ rằng vì đó là một máy đo khi áp anh nên tưởng tượng một cái cột giống như máy đo nhiệt kế đang đặt trên giường đầy những đồ ăn vặt như da heo rán giòn và các loại đồ nhắm rượu khác. Ed gợi ý rất hữu ích. Sau khi hoàn thành một vòng quanh nhà, tôi mở mắt ra. Làm tốt lắm, Ed nói. Với một chàng pháo tay chậm rãi và có chủ ý. Bây giờ tôi nghĩ anh sẽ nhận ra rằng quá trình hồi tưởng lại những ký ức này tự nhiên đến kinh ngạc thông thường những ký ức được lưu giữ ít nhiều ngẫu nhiên trong mạng lưới trí nhớ ngữ nghĩa hay mạng lưới liên kết nhưng giờ đây anh lưu giữ một lượng lớn ký ức trong những bối cảnh anh biết rõ do cách hoạt động của nhận thức không gian anh chỉ cần lần bước qua cung trí nhớ và hy vọng rằng những hình ảnh anh đã đặt xuống tại mỗi điểm sẽ nhảy ra trong đầu khi anh đi qua chúng. Rồi anh chỉ cần diễn giải chúng thành những thứ anh đang cố học thuộc lúc ban đầu. Tôi lại nhắm mắt và thấy mình ở cuối lối vào nhà cha mẹ tôi. Cái lọ to đùng đựng tỏi ngâm giấm nằm ngay nơi tôi đã bỏ nó lại. Tôi đến cửa chính. Đây rồi. Cảnh hấp dẫn Claudia Schiffer ngồi trong hộp format bơ kem. Đang dùng miếng bọt lau người. Tôi mở cửa rồi rẽ trái. Và sặc vào mũi mùi con cá vẫn nằm trên những sợi dây đàn dương cầm. Đang sông khói. Tôi còn cảm thấy mùi vị trên lưỡi mình. Tôi có thể nghe tiếng chuyện trò the thế của những chai rượu canh kiệu trên trường kỳ và cảm thấy ba đôi tất chất liệu cotton xa xỉ treo trên đèn đang cọ nhẹ lên trán tôi. Tôi không thể tin nó thực sự hiệu quả. Tôi gọi tên năm việc trên danh sách để ép xác nhận. Tỏi ngâm giấm. Phò mát bơ kem. Cá hồi sông khói. Sáu chai rượu. Ba đôi tất. Tuyệt vời. Ed hét lên trong gió lạnh. Tuyệt vời có tố chất vào cây eo bảy đấy vâng tôi biết thành tích của mình không tuyệt vời đến như vậy nếu so với những màn trình diễn ấn tượng hơn rất nhiều mà tôi chứng kiến ngày hôm trước dẫu vậy tôi cảm thấy khá hài lòng với những gì mình làm được tôi tiếp tục đi quanh nhà nhặt lên từng mảnh vụn những hình ảnh lạ kỳ tôi đã bỏ lại lúc trước ba cái vòng trên bàn phòng ăn, ống thở trong chậu dừa, máy tạo khói trên bàn. Tôi ngạc nhiên vui sướng. 15 hình ảnh vẫn nằm ngay tại nơi tôi bỏ chúng lại. Nhưng những ký ức đó thực sự bám vững không? Tôi tự hỏi. Một tuần sau, liệu tôi còn nhớ danh sách này của s không? trừ phi có một cuộc chè chén say sưa hoặc một cú giáng mạnh vào đầu còn không thì anh sẽ thấy rằng những hình ảnh đó sẽ lưu lại lâu hơn anh tưởng đấy Ed hứa với tôi và nếu anh thăm lại hành trình qua cung trí nhớ này vào tối nay vào chiều hôm sau và có lẽ một tuần nữa danh sách này vẫn để lại ấn tượng thực sự lâu dài và giờ anh đã ghi nhớ 15 từ này. Chúng ta có thể dễ dàng làm với 1.500 từ. Với điều kiện anh có một cung ký ức rộng lớn hơn để lưu giữ chúng. Và sau khi đã làm chủ phương pháp nhớ những từ ngẫu nhiên. Chúng ta có thể chuyển sang thứ thú vị hơn. Như những quân bài và tác phẩm hiện hữu và thời gian. Being and Time của Heidegger